Ok em ơi, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với cái phần liệt cơ tổng đồ cái bát 56 đồ gồm đồ gì cho anh em xem sơ qua. Những cái vật phẩm nó cũng có giá trị, cũng có những vật phẩm gọi là tương đối, nhìn hơi khó chịu một tí, anh em cùng xem cho vui nè. Nhiều món đồ ra nhìn thiệt sự quá quá khó chịu anh em. Đây này, đao độc sát sát thương các kiểu ngon lành lại không có tóc đó. Rồi đến cái chơi cũng vậy, cũng ngon lành cành đào luôn là không có tóc luôn đó. Áo áo này phục hồi cho anh em xài thì không bao nhiêu. Rồi bao tây này sinh lực lực cũng cho anh em xài không bao nhiêu cả, bán không bao nhiêu tiền nè, rẻ quá. Món đồ này không bao nhiêu cả, năm năm vài 200-300 xu, 500 xu thôi. Áo này cũng vậy đó, bộ này cũng vậy thôi. Bộ khăn lôi 19, nhận khăn lôi 18, sinh lực lực đẹp này nè đó. Rồi cái này sinh lực nỗ lực kháng độc chẳng có gì cả, này được sinh là kháng sức mạnh 18 kích đồ, này sinh lực lực 100, sức mạnh 7, nhẫn sinh lực lực cũng ok, kháng độc 19, sức mạnh 11 dùng 2, sinh lực 54 hơi ít, này cũng sinh lực đa số sinh lực lực kháng cao này mà đó, đó là 17, kháng hỏa 21, không bằng. Mấy cái giá trị nó không có giá trị bao nhiêu là khai không có độc giá như này, tại vì thực sự là bán nó không bao nhiêu cả đó. Đó. Rồi qua tiếp tục qua của nghề mì đồ bên này, đánh 120 con mà tổng đồ là thực sự là cũng những món đồ gọi là tương đối nè. Đây kích làm chậm 40, cái này chắc 2 đến 3 kim một cái kích này, còn cái bổng này nhìn tiếc ghê luôn này, không có hút nội lực, hút sinh lực bó tay luôn, cái này hút sinh lực 7. Giờ làm gì đâu, giờ cái nước đổi gì cho kích thiên bang, kích nó cầm đi tràn chẳng làm gì. Rồi kháng lôi 20, kháng hỏa 20, kháng hỏa 19, rồi sinh lực lực 120, kháng băng 130, kháng hỏa trốn, hỏa trốn này không có giá trị bao nhiêu cả, lực sơ cơ ba luôn đó. Tiếc đào tóc 20, lôi sắc 20, vải trướng thì tưởng sát thương này mà cũng được vài kim. Rồi sát thương 20 là không có tóc đó. Nếu cũng có một cái phi đao nữa, cũng sát thương 20, sát thương 9-7% mà không có tóc nữa. Gia chiên đó, sinh lực nội lực rồi làm trọng 40, thông pháp nhận cũng dạy sinh lực lực thông pháp nó có 4 điểm rồi. Nhân là không lôi 15, này thông pháp 16, sinh lực lực làm trọng 30 chúng cũng được. Nó mấy cái đồ này thì thực sự là anh em nào vào ba người cho anh em xài thôi, bán không bao nhiêu cả, khá là cùi đó. Đó đến tổng cái cuối cùng là hàng chi cốt của ngày hôm nay, hàng hàng hot nhất ngày hôm nay. Đây nè, một cái nhẫn kháng lôi 28, chắc là kháng lôi 26 chứ, nội lực 73, nhẫn này bèo lắm, bán được 30 kim nè, 30 kim khoảng 2 triệu đó, cứ một kim là 70.000 nè, khoảng 30 kim. Rồi ngập bò này chắc 5 đến 10 kim, cái bò này chắc 2-3 kim đỡ cho người mười bút trong bàn xài không bán. Giày này hàng ok nè, giày hàng hiếm rồi nè, 3927 nhẫn không bên 13-19-30 bao tây không lôi 15, người bò 540, bò này bán tầm này rẻ, tầm này bán chắc khoảng tầm 5-10 kim thôi nè đó. Rồi giày này cho đẹp không có gì. Rồi cái kích này bán khoảng tầm 3-4 kim là hết giá này mà. Rồi đó, tổng cái bát 56 này chỉ được những vật phẩm dài anh em ơi. Nói chung là không lỗ là được, đánh sau đánh rồi hơn được cái nhẫn này không sao được ton nữa, hơn được cái nhẫn này bù lại 2 triệu không ton rồi đó. Rồi anh em theo dõi video tổng hợp này, đừng quên để lại cho Khải một livestream hỗ trợ anh em ơi. Và Khải hết video vào lúc 11:15 và cũng như là livestream vào lúc 7 giờ tối hàng ngày vậy nè. Ok, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho anh em ơi. Ok, bye.